Nhu cầu du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024 đang dần gia tăng và có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực khi du khách vẫn sẵn sàng chi đến một nửa ngân sách cho các dịch vụ trải nghiệm. Điều này hứa hẹn sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp ngành du lịch lữ hành đẩy mạnh kinh doanh, thu hút lượng khách hàng tiềm năng thông qua các chiến dịch, chương trình ưu đãi hấp dẫn. Theo kết quả khảo sát Travel Pulse vừa được Klook công bố vào đầu tháng 1 2024 về những xu hướng du lịch chủ đạo trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có hơn 90% khách hàng Việt Nam đã đặt chuyến du lịch cho thời gian từ nay đến nửa cuối năm. Bên cạnh các điểm đến được yêu thích như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, các chuyến du lịch nội địa cũng được nhiều người quan tâm với một trong ba du khách chọn đi nội địa khi được hỏi. Bên cạnh đó, du khách Việt Nam cũng ưu tiên đầu tư nhiều hơn vào trải nghiệm, với 17% sẵn sàng chi hơn một nửa ngân sách du lịch cho các chương trình, dịch vụ trải nghiệm, các hoạt động ngoài trời gần gũi với thiên nhiên, công viên giải trí và văn hóa là những lựa chọn phổ biến của du khách Việt để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn. Trước bối cảnh trên, nhiều doanh nghiệp ngành du lịch lữ hành đang tiến hành đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch, mang đến các sản phẩm du lịch tốt cùng mức giá phải chăng nhằm phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, phải kể đến chiến dịch siêu lễ hội du lịch Klook Tết với ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt chương trình lì xì 10.000 vé các công viên giải trí và công viên nước nổi tiếng trên toàn cầu xuyên suốt từ nay đến ngày 14 tháng 2, 2024. Qua đó góp phần mang đến những khoảnh khắc vui vẻ đầu năm mới cho khách hàng Việt trong dịp Tết này.